Ngay khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, các cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5 tại Phái bộ gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan, UNMISS, đã lập tức bắt tay chuẩn bị lập ban thờ tưởng nhớ Tổng Bí thư. Ở nơi xa, niềm thương tiếc vô hạn ấy chỉ có thể thể hiện qua hành động nhỏ bé này. Tại Phái bộ gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc ở Cộng hòa Trung Phi, MINUSCA, và Phái bộ gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc ở khu vực ABA, UNISFA, các sĩ quan gìn giữ hòa bình và đội công binh số 2 Việt Nam cũng treo cờ rủ, lập ban thờ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dự kiến sáng nay, theo giờ địa phương, đội công binh số 2 Việt Nam sẽ tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ và các đoàn khách quốc tế đến viếng thăm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng tôi là những người thực hiện nhiệm vụ xa tổ quốc. Khi nghe tin Tổng Bí thư qua đời, chúng tôi bồi hồi và xúc động. Cảm giác của tôi như mất đi một người thân trong gia đình. Và luôn tự nhủ bản thân rằng phải phấn đấu học tập theo những lời căn dặn của Tổng Bí thư lúc đương thời. Biến đau thương thành những hành động cụ thể, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam sẽ nêu cao ý chí quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, bảo đảm an toàn tuyệt đối, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế, xứng đáng với sự tin tưởng và yêu quý của Tổng Bí thư với bộ đội Cụ Hồ.